Kimono là trang phục truyền thống của người Nhật. Riêng kimono dành cho nữ giới có màu sắc rất phong phú. Người Nhật có những quy tắc riêng khi mặc loại trang phục này. Đối với phái nữ, phụ nữ đã có gia đình và thiếu nữ còn độc thân mặc kimono khác nhau. Furisode là loại kimono thích hợp với các cô gái trẻ chưa có chồng. Thường thì họ mặc furisode vào những dịp đặc biệt như năm mới hoặc trong ngày lễ trưởng thành. Màu sắc tươi tắn, hoa văn trang trí đẹp mắt trên furisode giúp tôn thêm vẻ trẻ trung, xinh xắn của người thiếu nữ. Ngoài ra, hai ống tay áo buông dài cũng là nét đặc trưng của furisode. Ngày xưa, các cô gái dùng cách vẫy ống tay áo để bày tỏ tình yêu với ý trung nhân. Phụ nữ đã có gia đình thì mặc kimono màu đen có tên gọi tomesode. Họ thường chọn tomesode khi tham dự lễ cưới của người thân. Màu đen là màu chủ đạo ở phần thân áo, riêng vạt áo bên dưới được trang trí hoa văn có màu sắc trang nhã. Một điểm nữa để nhận biết tomesode là trên lưng và hai tay áo có in hình phù hiệu gia tộc của người mặc. Trong khi kimono của thiếu nữ chưa chồng có ống tay áo dài, thì tomesode có ống tay áo ngắn hơn nhiều. Đến cuối thời Minh Trị, cùng với sự du nhập các kiểu đồng dạ hội của phương Tây, người Nhật cho ra đời nhiều loại kimono phù hợp với phụ nữ đã lập gia đình bên cạnh tomesode đen truyền thống. Họ gọi đó là homonogi. Thiếu nữ và phụ nữ có chồng đều có thể mặc homonogi trong các cuộc viếng thăm theo nghi thức hay các bữa tiệc. Điểm khác biệt rõ ràng nhất giữa homonogi và tomesode là họa tiết trang trí trên homonogi được thể hiện khắp mặt vải, từ tay áo, thân áo đến vạt áo. Phổ biến nhất là hình hoa và các sự vật trong tự nhiên. Phụ nữ thường chọn homonogi khi tham dự tiệc trà, tiệc họp mặt bạn bè, người thân. Đối với người Nhật, kimono không đơn thuần là trang phục mà qua đó nó nói lên thân phận, địa vị của người mặc và hoàn cảnh sự kiện mà họ tham dự. Khí hậu Nhật Bản có bốn mùa rõ rệt, dựa vào sự thay đổi thời tiết mà người Nhật có các loại kimono khác nhau. Từ tháng Giêng đến tháng 5, khí hậu lạnh giá, kimono được dùng trong thời điểm này là loại có vải lót dày bên trong. Từ tháng 6 đến tháng 9, thời tiết nóng, người Nhật thường mặc kimono không cần vải lót, có tên gọi hitoe. Đặc biệt vào những ngày đỉnh điểm của mùa hè, nhiệt độ tăng cao, loại kimono được may bằng vải mỏng và mát được ưa chuộng nhất. Yếu tố thời tiết không chỉ quyết định chất liệu vải dùng để may kimono mà còn ảnh hưởng đến màu sắc của trang phục. Kimono mùa hè thường có màu sắc dịu mát, phổ biến nhất là xanh nhạt. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu về kỹ thuật cắt may một chiếc áo kimono. Trước khi may kimono, công đoạn chuẩn bị đầu tiên là người thợ phải dùng bàn ủi nóng, ủi vải cho thật phẳng. Đây là khâu rất quan trọng, không thể bỏ qua. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, một tấm vải phẳng phiêu sẽ giúp giữ nếp tốt. Khi cắt vải, đường cắt cũng chính xác hơn. Hơn nữa, kimono là trang phục thể hiện sự trang trọng, nên chúng tôi không thể thực hiện nó trên một tấm vải ở trạng thái nhăn nhúm. Khi hoàn tất công đoạn ủi, bước tiếp theo là cắt vải ra thành nhiều mảnh. Kéo dùng để cắt vải phải là loại kéo làm bằng kim loại tốt, sắc bén. Phương pháp cắt vải theo đường thẳng được áp dụng trong quá trình may kimono. Người thợ không dùng phấn để vẽ trên vải, mà họ cố định tấm vải bằng những cây kim dài, rồi dựa theo đó mà cắt. Một chiếc áo kimono nhìn bề ngoài có vẻ phức tạp, nhưng thật ra đó là sự kết hợp rất đơn giản giữa các mảnh vải với nhau. Chúng ta cùng xem người thợ làm như thế nào. Đây là những mảnh vải được dùng để làm thân áo. Kế đến là phần tay áo ở hai bên. Và cuối cùng là mảnh vải dùng để làm cổ áo. Có tổng cộng 8 mảnh vải. Người thợ may tất cả chúng lại với nhau để tạo ra một chiếc kimono hoàn chỉnh. Phương pháp may kimono rất đặc thù. Người thợ không sử dụng máy may mà chỉ dựa vào các thao tác mang tính thủ công. Người nữ thợ may này đang dùng hai ngón chân kẹp nếp gấp của mảnh vải lại, trong khi tay cô ấy cố định đường gấp. Khi may kimono, người thợ may trên đường thẳng, ngay cả ở những vị trí vuông góc, đường may cũng dựa trên đường thẳng. Vì vậy, trước khi may, họ cần xác định vị trí của đường chỉ may bằng các nếp gấp dài và góc cạnh. Ngoài ra, người thợ rất chú ý đến việc thể hiện vẻ đẹp hài hòa của hoa văn trên từng mảnh vải khi phối hợp chúng lại.
Sự khéo léo của người thợ là kết hợp các chi tiết trang trí ở phần ngực, tay trái của áo và cổ áo. Ví dụ như chiếc áo kimono này, cành trúc phải nằm liền lạc giữa phần ngực, tay và cổ áo. Công đoạn may áo kimono được cho là đơn giản bao nhiêu thì các khâu chuẩn bị trước đó như vẽ hoa văn trên vải, cắt vải đòi hỏi sự kỳ công và kỹ năng của người thợ bấy nhiêu. Một chiếc áo kimono hoàn chỉnh là cả một quá trình lao động thủ công của nhiều người. Kimono không đơn thuần là trang phục truyền thống mà đó là tác phẩm nghệ thuật. Đây là chiếc áo kimono có hoa văn hình lá phong đỏ, đại diện cho mùa thu. Bên cạnh là những cành mơ, hoa đang khoe sắc, một tín hiệu của mùa đông. Có cả hoa anh đào nở rộ, đại sứ của mùa xuân. Thời tiết ba mùa được khắc họa trên cùng một chiếc áo kimono, nhìn rất đẹp và trang nhã. Còn đây là những phụ kiện đi kèm khi mặc kimono. Cô Shirataki Ayumi, một chuyên gia về trang phục kimono, sẽ giới thiệu sơ lược về chúng. Trước tiên là dây vải dùng để buộc eo. Sau khi mặc kimono bên ngoài áo lót, chúng tôi dùng những dây vải này thắt chặt phần eo để cố định trang phục. Tôi hiểu rồi, vì kimono không có nút áo, nên dây vải buộc eo giữ vai trò như một chiếc nút vững chắc. Chiếc khăn tắm này dùng để làm gì? Đối với những người có hình thể ốm, chiếc khăn sẽ được dùng để lót thêm bên trong áo kimono. Tác dụng của nó là giúp người mặc nhìn có vẻ đầy đặn hơn. Khăn lót chỉ dùng trong vài trường hợp cá biệt, không phổ biến. Thì ra là vậy. Và đây là miếng lót dùng cho thắt lưng obi của kimono. Miếng lót có ưu điểm là giúp phần obi phía trước bụng người mặc kimono được phẳng phiu, không nhăn nhúm. Những tấm vải này chắc hẳn là obi, một phụ kiện đi kèm quan trọng không thể thiếu trong kimono. Sau đây mời các bạn cùng tìm hiểu về thế giới của obi. Thông thường, một chiếc obi có chiều rộng 30cm, dài 4,2m. Đó là một tấm vải lụa dài được trang trí hoa văn cầu kỳ lộng lẫy. Obi là niềm tự hào của các nghệ nhân trong ngành may mặc truyền thống Nhật Bản. Tấm obi màu sắc tươi tắn này được thiết kế hoa văn tinh xảo. Nếu nhìn thoáng qua, nhiều người lầm tưởng là sản phẩm thêu thủ công, nhưng thực chất nó là tấm vải dệt. Đây là một cơ sở chuyên dệt obi ở cố đô Kyoto. Khi dệt, người thợ phải sử dụng đến 4.100 sợi chỉ dọc trên khung dệt. Chỉ ngang là loại chỉ nhiều màu sắc. Chúng giữ vai trò quyết định làm nổi bật các họa tiết trên tấm obi. Kỹ năng của người thợ dệt là khéo léo pha trộn các màu của sợi chỉ để cho ra hoa văn theo yêu cầu. Công việc này cũng giống như người họa sĩ vẽ tranh, tất cả đều làm bằng tay, tỉ mỉ, chăm chút. Đây là tấm obi thể hiện một cảnh trong truyện kể Genji, tác phẩm văn học nổi tiếng của Nhật Bản. Có rất nhiều nhân vật trên đó, trang phục của từng người mang màu sắc khác nhau. Cậu bé mặc chiếc áo màu xanh này có vẻ như đang chỉ tay lên bầu trời và mỉm cười. Tuy nhiên, khi nhìn cận cảnh trên gương mặt của nhân vật, chúng ta có thể nhận thấy rằng trên gương mặt ấy hoàn toàn không có chi tiết thể hiện mắt, mũi, miệng. Người thợ đã thành công trong việc tạo hiệu ứng thị giác bằng những đường chỉ ngang trên hoa văn. Tạo ra một chiếc obi là sự kỳ công và khi buộc nó trên kimono cũng công phu không kém. Người Nhật có nhiều cách buộc obi, có hơn 100 cách buộc obi khác nhau. Thói quen buộc obi bắt đầu thịnh hành vào thời Edo, thế kỷ 17. Đây là kiểu buộc có tên gọi Kichiya Musubi, ra đời vào thời điểm đó. Obi giống như một chiếc nơ, nó không chỉ giúp làm đẹp cho kimono mà còn giữ cho chiếc áo luôn đúng nét. Cùng với trào lưu buộc obi phát triển, nhiều cách buộc mới lần lượt xuất hiện. Dưới đây là một số kiểu buộc obi phổ biến nhất. Đầu tiên là kiểu buộc Bunko Musubi. Đặc trưng của kiểu buộc này là nhìn giống như bươm bướm đang rũ cánh. Bunko Musubi là một trong những cách buộc obi phức tạp, người mặc kimono không thể tự làm được. Tiếp theo là kiểu buộc Tate Yanoji Musubi.
Hình dáng của nó là một chiếc nơ lớn. Kiểu buộc này thường đi kèm với furisode, một loại kimono dành cho các thiếu nữ. Thông thường, cách buộc obi của các cô gái trẻ rất cầu kỳ. Đây là kiểu buộc có tên gọi Fukura Suzume, thích hợp với thiếu nữ chưa có gia đình. Kiểu buộc obi của người Nhật phản ánh sự vật trong tự nhiên, ví dụ như hoa bướm hay chim chóc. Fukura Suzume này thể hiện hình ảnh một con chim sẻ đang dang rộng đôi cánh giữa tiết trời lạnh giá. Taiko Musubi là kiểu buộc obi được ưa chuộng nhất. Nó đơn giản, phù hợp với phụ nữ đứng tuổi và cả các cô gái trẻ. Ngoài việc không kén tuổi tác, kiểu buộc obi này cũng không kén chọn kimono. Nó có thể được kết hợp với bất kỳ loại kimono nào. Trước khi phổ biến rộng rãi trong xã hội, Taiko Musubi là kiểu buộc obi do một số kỹ nữ geisha nghĩ ra vào thế kỷ 19. Hình dáng ban đầu của nó giống như một lá bài Ichimai Karuta. Sau đó nó được cải tiến, phần đuôi dài của obi được cuộn lên gọn gàng. Lúc này, Taiko Musubi có dáng dấp của một chiếc trống. Hiện nay, giới Maiko, tức những cô gái học việc để trở thành geisha, sử dụng kiểu buộc obi đặc thù Darari Musubi. Chúng ta có thể dễ dàng nhận biết kiểu buộc obi này qua hai tấm lụa dài phía sau lưng các cô. Trong quá khứ, Darari Musubi là kiểu buộc obi thịnh hành của các cô con gái của giới thương nhân giàu có. Thắt lưng obi không đơn giản dùng để trang điểm cho chiếc áo kimono, mà qua đó người ta ngầm hiểu chủ nhân của chúng thuộc thành phần nào trong xã hội. Những bộ kimono ngày nay có lịch sử hình thành từ thời Heian, thế kỷ thứ 8. Vào thời điểm này, giới quý tộc mặc kimono có rất nhiều lớp áo, có thể từ 10 đến 20 lớp, gọi là Junihitoe. Khi mặc Junihitoe, người ta phải mặc trang phục lót bên trong, gọi là Kosode. Hình dáng của bộ trang phục lót này trở thành kiểu mẫu của kimono ngày nay. Đến triều đại Muromachi, thế kỷ 14, giai cấp võ sĩ samurai thắng thế, họ từ bỏ Junihitoe của giới quý tộc, thay vào đó là loại kimono Kosode, có ống tay áo ngắn. Kosode nhanh chóng phổ biến trong tầng lớp võ sĩ và được xem là trang phục khẳng định địa vị của các samurai. Đến thời chiến quốc Sengoku, phong cách thời trang Kosode bắt đầu nở rộ. Lúc này xuất hiện những loại Kosode dành cho phái nữ, chúng được trang trí hoa văn sinh động đẹp mắt. Từ chỗ chỉ dành riêng cho tầng lớp võ sĩ, Kosode vào thời Sengoku đã phổ biến rộng rãi trong dân chúng, trở thành trang phục đời thường của họ. Một số kiểu Kosode trong giai đoạn này còn lưu hành cho đến ngày nay. Điển hình là kiểu kimono có tên gọi Kanbun Kosode, một phần hoa văn trên áo được trang trí bằng vàng. Kanbun Kosode phản ánh sự giàu có của giới thương nhân. Khi kimono trở nên thịnh hành, người ta bắt đầu nghĩ ra nhiều cách để buộc dây thắt lưng cố định áo và làm cho nó đẹp hơn. Đến đây thì obi lên ngôi. Nhiều loại obi ra đời, chúng được thiết kế công phu và có giá thành đắt chẳng kém gì một chiếc áo kimono. Năm 1683, một sự kiện đã xảy ra tạo nên một sự thay đổi lớn trong lịch sử phát triển của kimono. Chính quyền Mạc Phủ ban hành lệnh cấm sử dụng nguyên liệu quý để may trang phục. Họ cho rằng dùng vàng để trang trí trên quần áo là một sự lãng phí. Việc dùng chỉ vàng để thêu bị cấm triệt để, thay vào đó là những loại chỉ thông thường. Ngoài ra, vải may kimono thời này chủ yếu sử dụng kỹ thuật nhuộm thắt nút Kanoko Shibori. Kỹ thuật này không tạo ra hoa văn đa dạng. Kimono dành cho giới thượng lưu lúc bấy giờ được thêu hoa văn bằng chỉ vàng hoặc bạc. Lệnh cấm đã tạo một sự chuyển hướng trong nghề sản xuất kimono. Người thợ dần từ bỏ kỹ thuật thêu bằng sợi chỉ kim loại. Họ tìm kiếm những cách trang trí khác đảm bảo cả yếu tố thẩm mỹ lẫn sự sang trọng. Nổi tiếng trong số đó là kỹ thuật nhuộm Yuzen ra đời ở Kyoto. Không phải dùng đến kỹ thuật thêu hay nhuộm Kanoko Shibori, hoa văn trên vải nhuộm Yuzen chỉ được vẽ bằng tay, nhưng màu sắc của chúng tươi sáng, sinh động lạ thường. Trong kỹ thuật này, người ta sử dụng hồ để làm chất cản màu. Chúng được vẽ ở phần viền của từng chi tiết hoa văn. Công dụng của hồ là giúp màu vẽ không bị lem ra các phần khác của bức tranh.
Khi công đoạn vẽ hoa văn hoàn tất, màu vẽ đã khô, người ta tiếp tục phủ hồ lên toàn bộ hoa văn và bắt đầu nhuộm vải. Người thợ tẩy hồ ra khỏi tấm vải nhuộm bằng cách đặt tấm vải trong dòng nước đang chảy mạnh. Nước cuốn hồ đi và để lại trên mặt vải các họa tiết đẹp mắt. Màu sắc trên hoa văn của vải nhuộm Yuzhen tươi sáng và bền màu, chẳng khác gì kỹ thuật thêu truyền thống bị cấm trước đó. Lệnh cấm của chính quyền Mạc Phủ đã tạo ra một cuộc cách mạng về trang phục không chỉ ở Kyoto, kinh thành Edo mà trên cả nước. Các loại kimono thời này được cải tiến nhiều, kiểu dáng đơn giản, tạo sự thoải mái hơn cho người mặc. Đặc biệt là kimono dành cho nữ giới, người ta thấy các bà, các cô khoác trên người những chiếc áo kimono màu sắc đa dạng, thiết kế hoa văn phong phú. Lệnh cấm không gây bất lợi, mà trái lại, nó giúp thúc đẩy ngành dệt may kimono phát triển mạnh mẽ. Đây là chiếc áo kimono điển hình cho kiểu hoa văn phá cách. Trên nền màu chàm làm chủ đạo, một dòng sông trải rộng với những con thuyền trôi nhấp nhô. Chiếc kimono này đại diện cho kiểu trang phục mang họa tiết hội họa của thời Edo. Hiện nay, kimono được xem là lễ phục, nhưng không vì thế mà người Nhật lãng quên trách nhiệm gìn giữ và phát triển giá trị văn hóa lâu đời này của họ. Bên cạnh những loại kimono đắt tiền được làm từ kỹ thuật thủ công cao, các nhà sản xuất không quên dòng sản phẩm bình dân mang tính phổ thông. Đây là loại kimono làm từ vải meisen, ra đời vào thời Taisho đầu thế kỷ 20. Hoa văn của loại kimono này không tuân thủ những chuẩn mực truyền thống mô tả thiên nhiên bốn mùa. Đó có thể là hoa văn hình học hay những sự vật không mang tính đặc thù Nhật Bản. Ví dụ hoa văn hình những chú chim cánh cụt này. Ngay từ khi ra đời, kimono bằng vải meisen đã được người dân đặc biệt ưa chuộng bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và tính thẩm mỹ của nó. Chúng ta sẽ tìm hiểu đôi chút về nguồn gốc xuất xứ của loại vải này. Vùng Chichibu thuộc tỉnh Saitama được xem là cái nôi sản sinh vải meisen. Đây là kén tầm hảo hạng được dùng để dệt những tấm vải lụa cao cấp. Trong khi đó, vải meisen được dệt từ loại kén tầm có chất lượng xấu, kén bị dơ. Yếu tố này là một phần quyết định giá thành của sản phẩm. Hai loại kén tầm trên đã cho ra hai cuộn tơ khác biệt như thế này. Cuộn tơ có màu ngã vàng, kém óng ánh, sẽ được sử dụng làm vải meisen. Sau công đoạn dệt, vải phải trải qua quá trình nhuộm màu, trang trí hoa văn rồi mới đến công đoạn may thành kimono. Hiện nay, vải meisen có trên 200 kiểu hoa văn. Mỗi kiểu hoa văn mang một dáng vẻ khác nhau. Mặt sau của mỗi tấm vải có ghi tên nhà sản xuất và nơi làm ra sản phẩm. Điều này tạo thuận lợi để khách hàng truy nguồn gốc và cũng là cách để nhà sản xuất quảng bá thương hiệu của họ. Giá thành hiện nay của một chiếc áo kimono bằng vải meisen là từ 20.000 đến 30.000 yên, tương đương từ 5 đến 7 triệu rưỡi đồng Việt Nam. Mức giá này khá mềm đối với người dân Nhật. Vào đầu thời Taisho, vải meisen từng tạo ra cơn sốt trong giới nữ Nhật Bản. Các cô gái đua nhau mua loại vải vừa đẹp vừa rẻ này để may kimono. Cho đến nay, kimono meisen vẫn được ưa chuộng. Hiện tại ở trung tâm thủ đô Tokyo có nhiều cửa hàng chuyên bán kimono meisen may sẵn. Giá cả vừa túi tiền, hoa văn trang trí đẹp mắt là những yếu tố để các thiếu nữ Nhật Bản chọn meisen làm trang phục xuống phố vào những dịp đặc biệt. Vào tháng 3 năm 2012, một chương trình biểu diễn thời trang kimono meisen đã được tổ chức ở Tokyo. Sau 100 năm ra đời, vải meisen một lần nữa được tôn vinh vì những đóng góp của nó cho lịch sử phát triển của trang phục truyền thống. Kimono tượng trưng cho sự sáng tạo, óc thẩm mỹ và kỹ năng của người thợ thủ công xứ sở hoa anh đào.